chiến châu Âu giữa đội tuyển Pháp và à xin lỗi các bạn là đội tuyển Áo và đội tuyển Đức. Buổi sáng ngày hôm nay thì đội tuyển Áo đã có một cái ngày thi đấu khá là nhọc nhằn để có thể vượt qua được đội tuyển Mỹ của Shane Van Boning, và cái tên còn lại xuất hiện trong đội tuyển Đức đó là Neuhausen. Đánh này, đây có thể sẽ là một tình huống đánh luôn. Có thể thì trước đó là một cú đánh trượt chiến thuật. Các cụ nhà mình vẫn hay có câu đấy là đồng vợ đồng chồng thì tắt biển đông cũng cạn. Không biết là ngày hôm nay thì tình huống thủ bi rất chắc chắn đến từ Jasmine Ocean và A Bang để tìm hai. Mình nghĩ rằng là con hai này thì vẫn có thể sẽ được ăn đi thôi. Có thể sẽ là một con cái được cất ra phía bi mục tiêu số 7. Tình huống thủ này hơi phơi rồi. Đây hoàn toàn có thể là một tình huống giải hình rất đơn giản cho Jasmine mà thôi. À, nên là tạm thời giai đoạn đầu trận này thì sẽ chỉ là những cái sự góp ý về mặt chiến thuật hay những tình huống thủ bi mà thôi. Có thể sẽ vẫn là một cú vuốt má con 6 này, nhưng mà để ăn lỗ bên trái thì nó thực sự là hơi khó khăn. Quyết định là thủ bi rồi. Góp ý mà chẳng may là hơi gắt quá là tối về ngủ ngay ngoài gọi là hành lang luôn. Ở tình huống chạy đạn có vẻ như là hơi dễ dàng từ Jasmine Ocean, vào PR Fuller đã xử lý con 6 này thành công. Một cú trô với lực vừa đủ các bạn ạ. Trời ơi, quá đáng tiếc. Con 8 đó là một con 8 mà mình nghĩ là nó cũng không khó. Như một món quà dành cho Jasmine Ocean, những cái sự may mắn đó các bạn. Sáng nay họ thắng Mỹ kiểu cảm giác là khá là may. Đánh vừa hên, lại vừa hay nữa. Không biết có cú cộng nào hay không. Vâng, như vậy sẽ là một tình huống đánh thủ bi thôi. A bằng dò một chiếc 9, bi mục tiêu số 2 nằm ở một vị trí mà có thể ăn được rất nhiều lỗ. Ui! Có thể là PR Fuller vẫn sẽ xử lý được thôi. Cú đánh 2 lỗ 5 vào 3 rất đơn giản. 4 đã nằm sẵn ở lỗ 10 trong ngày thi đấu hôm nay. Nhưng mà vừa rồi thì là một cú đánh không may mắn như thế. Rất nhẹ nhàng. Quả này đúng chỉ có động đất thì mới cản được PR Fuller thôi các bạn ạ. Con 10 này thì còn gì nữa đâu mà lắc đầu. Chiến thắng ở set thi đấu đầu tiên, ván thi đấu thứ hai dành cho bên phía đội tuyển Đức. Hai cái đầu thì bao giờ nó suy nghĩ cũng hơn một cái đầu mà đúng không anh em? Nên là khi mà có những cái hình bi khó như vậy là một tình huống đánh một lỗ 10. Một cái lỗ 10 hơi bé một chút. Rất chính xác. Về phía đội tuyển Áo thì họ vẫn thi đấu với 3 người nhé. Có lẽ là anh He Ma Quái ra ngoài hút thuốc các bạn. Dịch sang bên phải bàn một tí là có 5 rồi. Chính xác. Tình huống vừa rồi là một tình huống đánh chạm 6 nhưng sau đó thì không có chạm băng. Và lỗi không chạm băng được trọng tài bắt. Có vẻ là thần may mắn không còn ở bên họ nữa rồi. Đôi khi thì nó sẽ dẫn đến, có thể dẫn đến những tình huống chủ quan. Hoặc có thể là những tình huống đen như vừa rồi. Đầu gậy thấp và trách phải. Đây sẽ là cú phá đến từ PR Fuller. Ui, hơi đen một chút các bạn. Trong cái rủi nó lại có cái may.
AK mã siêu các bạn, nhưng mà đội tuyển Ba Lan thì bị loại mất rồi. Là cú giò đến từ PR Filler mà thôi. Rất chính xác. Thực ra con ba đang nằm lệch sang bên phía tay phải của con bi số 6. Thông ra là bảo khó thì nó cũng không khó lắm. Vậy con định chạy đạn. Tình huống quyết định là chạy đạn của PR Filler chạy rất tốt. Nó khá khó để có thể ăn được cái lỗ nằm bên trái kia, nhưng đây vẫn là cái ý đồ. Nhưng mà bởi vì nó là một vị trí đánh sai, đâm ra là không ổn lắm. Thủ ba thôi. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một tình huống thủ ba thôi. Chạm ba cũng rất hay. Nó đẩy ba về bên phía bên kia. Cân băng tìm, à xin lỗi bạn, là A băng tìm ba thôi. Ấy chứ, vẫn có một tình huống chạm ba chính xác, nhưng đây sẽ là một màn dọn cỗ đến từ Jasmine Ocean. Có khả năng đi rồi các bạn ạ. Nó cũng phải gọi là ra hình mướt mượt mượt. Giờ đánh ở đấy, một băng lên 5 này. Đấy. Xong rồi em đánh con 5 này, em xòe ra 6 cho anh. Của PR Filler. Và chúng ta vẫn đang phải chờ đợi những cú đánh của nữ cơ thủ người Đức. Thôi, xong rồi. Còn chém được con 6 này là lên được con 7. Mạnh thế. Không sao. Mạnh một tí nhưng mà sẽ có góc để về 10. Vũ công người áo Jasmine Ocean. Rất căng thẳng. Đội tuyển áo có 3 người anh em nhé. Mario He ra ngoài chắc là hút thuốc. Ui dồi ôi. Chiêu quả. Có đánh được một thì bây giờ cũng đi giải hai với cả ba các thứ. Sút tê bị mục tiêu số 1. Không thành công. Giấu tiếp. Giấu đến khi nào mà không giấu được nữa thì thôi. Dứt được khoảng tầm 4 bi mục tiêu. Bắt đầu mới đánh. Ui. Ôi, không thành công. Có khi đấy là một tình huống đánh trượt chiến thuật đến từ Jasmine Ocean. PR Filler điều con bi cái này các bạn. Quá tuyệt vời. Chắc chắn là chạm 7 rồi. Vấn đề là có không. Đánh hai vào phá hình để giấu bi. Tùng sẽ làm một tình huống bắt đuôi đến từ Abin thôi. À xin lỗi các bạn, đó là Jasmine thôi. Cơ thủ người Đức PR Fuller. À, bi mục tiêu số 2. Cú nhảy bi giấu bi. Có lẽ đây sẽ là một cú A băng để không ổn rồi. Lên ba đường. Nhưng đó là một tình huống lên để giấu tiếp cái dành cho Pia. Wow. Không ổn rồi. Về đây thì chắc có lẽ là sẽ khả năng cao là sẽ ăn hai. Có ba này mình nghĩ là cũng ăn luôn. Điều 4 đang tìm góc điều 4. Hơi đen. Ui. Con 6 này sẽ cắt vào đâu đây? Rất quả réo các bạn ạ. Rất quả réo. Thế với Jasmine Ocean ở trong ván thi đấu này. Và nhìn giống một cú chém lắm rồi các bạn. Ui. Hết hồn. Điểm hưu của set thi đấu đầu tiên. Rất chính xác. Chém con 10 giữa lỗ. Điểm hưu đầu tiên dành cho đội tuyển áo ở trong trận thi đấu này. Và chúng ta quay trở lại với những hình ảnh trong trận đấu tiếp theo của ván thi đấu thứ tư.
cuộc đối đầu giữa đội tuyển Áo và đội tuyển Đức. Chắc đó là một tình huống đánh lỗi các bạn ạ. Ôi, giấu con cái vào đây. Mượn má bà rất chính xác. Và thậm chí là còn điều được bị mục tiêu số 3 ra lỗ 5 bên phải. 5 luôn đấy chứ nhỉ. Quá nhẹ nhàng. Tình huống mà góp ý của tuyển thủ nam với tuyển thủ nữ ấy, mà nếu như mà cái khả năng thi đấu nó không quá tương đồng nhau ấy. Đẳng cấp thực sự cao, không có gì để bàn cãi cả, nhưng mà hiếm khi nào mà trong một kiểu quốc gia lại có hai cơ thủ. Còn đây sẽ là một tình huống A băng để tìm năng. Huy tiếp tục là một tình huống giấu nữa, nhưng mà tình huống này giấu lộ rồi, sẽ phải nắm tay nhau đến với ván thi đấu tiếp theo. Con 8 đã nằm trên cái đường để có thể chém rồi. Một con 6 nữa cũng rất là chính xác, điều 7 vô cùng đơn giản dành cho Jasmine Ocean. Quyết định là chém con 8 này ngược về lỗ 10 luôn. Quá chiến. Vừa khích con 9 đến từ Jasmine Ocean. Nối cái gậy của mình vào với con bi mục tiêu số 10 này và nó không phải là quá khó. Cái quan trọng đó là cú điều đến từ Jasmine là quá hay. Và như vậy thì set thi đấu đầu tiên đã dành cho đội tuyển Áo với chiến thắng của Jasmine Ocean. Người ra quân của bên phía đội tuyển Áo đó là Mario He, hay còn được mình gọi với cái tên thân thương đó là anh He Ma Quái. Trận 3 nam nữ, trận 4 thì hai bên mỗi người cử ra một người để đánh. Nó bị gọi là rối loạn âm lượng, hỗn loạn ngôn ngữ các bạn. Cũng gọi là những cái thành tích rất ấn tượng. Connecticut 9B mở rộng. New Hausen một cái tiền thưởng với trị giá là 15.000 full 2023 nữa. Nói chung là năm nay là một năm mình nghĩ là khá thành công đối với New Hausen. Phong cách đánh cũng gọi là không tốn quá nhiều tiền bàn đến từ New Hausen các bạn ạ. Vẫn là New Hausen. Ui, một cú phá dúi cái về cửa lỗ. Mario He xử lý, nhưng quyết định của tay cơ người Áo là vô cùng tự tin. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ các bạn nhé, 3 giờ sáng. Mario He làm quả rất chịu khó hiến kế và tạo tình huống. Chạy đạn vào phía bi mục tiêu số 1 để bắt đùi vào đít con 9. Bắt đùi ngay. Bắt ba đùi cho nó tuyệt vời. Vâng, như vậy là tình huống phạm lỗi liên tiếp lần thứ 2. Thấy là hơi khó một tí. Như vậy là cú A băng vừa rồi đã có thể trúng được bi mục tiêu số 1 dành cho Mario He. Đường chạm 1 thì như là vẫn còn nguyên. Không được rồi. Và xuống 3 nó có khó đâu anh em. Xuống 3 mình nghĩ là không khó với cả Mario He. Đấy, điều ra đây rồi xuống 3 nó cũng không phải là khó mà. Chỉ là thậm chí là có một tình huống gọi là mình nghĩ là như vậy, thà cứ để cho Mario He đánh thì có khi lại còn ngon. Tất nhiên thì đôi lúc Mario He vẫn sẽ cần cái sự góp ý từ đồng đội của mình. Ui.
Ấy, đây sẽ làm tình huống cộng 9 à? Rất chính xác. Con 8 không được di chuyển đi đâu luôn. Một đều. Một đều cho đội tuyển áo. Tốc độ đánh tăng gấp đôi, độ chính xác x1,5 lần. Phá rất mạnh. Rồi đây rồi, một bi mục tiêu nằm lỗ 10 dành cho Mario He. Ui. Ôi, rất tình cảm, tình bể bình. Joshua Fuller và Pia Fuller. Một cú phá nhìn hình bi rất là xấu. Đánh an toàn. Rất chính xác. Không phải là một tình huống quá khó khăn với Neil Hansen. Ra chỉ bài rất nhiệt tình đến từ Joshua Fuller. Muốn có cho mình một cái tình huống bi cái ở giữa bàn để có thể điều 6 và 7. Và một bộ não cũng khá to của Joshua Fuller kết hợp với nhau. Thách một chút và chém. Rất thoát tay. Mình cảm giác là bên phía đội tuyển Đức đang có cái sự gắn kết đấy. Ôi thôi. Chết cái luôn rồi. Mà có lẽ là chị em nhà Ocean đang chuẩn bị cho set thi đấu tiếp theo. He ma quái của chúng ta vừa gọi con bi nào vậy? À không, đó là gọi lỗ 10. Mà thực ra nó là một tình huống giấu bi. Rất ổn áp, làm cho mình một cái tình huống gọi là mất xe mất xỉu nào. Ui, suýt chút nữa thì đã gõ được vào bi mục tiêu số 4 rồi. Ở đây một mình He chinh chiến thôi, trầm lặng như là Mario He đấy, chính xác hơn, rất chính xác. Chạm nhẹ cái núm bên phía tay trái của lỗ để có thể tiếp tục điều được con bi mục tiêu số 9 này. Chiến vãi chưởng các bạn ạ. 2-3 cho đội tuyển áo. Nhìn nhìn Mario He ra ngọn thẳng nhờ. Các bạn cảm giác Mario He ra ngọn thẳng không? Mình cảm giác là Mario He ra ngọn nhìn thích vãi chưởng. Chém một. Nếu Hansen. Đó, một tình huống ăn gian lỗ một chút, mượn nhẹ cái băng. Ra 4 lỗ 10 quá đẹp rồi. Ván thắng này của bên phía đội tuyển Đức mà thôi. Và đó là may mắn của đội tuyển Áo. Quá khó để cho Mario He có thể làm một điều gì đó. Về 9 nó lại là dễ dàng với cả Neil Hansen. Neil Hansen đánh suốt rồi.
Và đó là set thắng đầu tiên dành cho đội tuyển Đức. Rồi, vẫn là cậu em nhà Ocean. Vì này chắc là một hình bi mà Pia, Filler và Joshua. Chị nhà của Joshua Filler điều như điều Filler đi rửa bát vậy, là lỗi như thế nào ấy? Đấy. Để gọi là hoặc là đánh như thế nào để nó hợp lý hơn. Điểm số đầu tiên dành cho đội tuyển Đức ở trong set thi đấu này. Cú phá của Pia Fuller. Một tình huống phá với con cái đi rất xoáy. Một hình một xấu dành cho bên phía đội tuyển. Nói chung là tình huống đấy là một tình huống mà chỉ có thể đánh an toàn thôi, bởi vì là mượn má con 5 để giữ giữ bi mục tiêu số, xin lỗi bạn, giữ cái lại sau lưng bi mục tiêu số 3 lên 4 lỗ 10 này là quá nhẹ nhàng luôn. Chi tiết, rất chi tiết anh em ạ. Đóng hòm con 8 này xử lý rất đơn giản dành cho bộ đôi người áo. Abin đánh như họa sĩ vậy. Phá mạnh, rất tơi. Ui, trượt chiến thuật các bạn, tình huống trượt chiến thuật đấy, bắt đuôi lại luôn. Không, đó sẽ là một con một thôi, không ổn rồi các bạn ơi. Vẫn còn nguyên bi mục tiêu số 2 luôn, ra ba. Không có con 8 vào đó thì rất có thể đó là một tình huống mà bi cái đã sát vào băng và sẽ bị che bởi bi mục tiêu số 7. Ui. Có lẽ 8 cũng không phải là một vấn đề với bên phía đội tuyển áo. Wow. Chắc là sẽ là một tình huống đánh nhẹ thôi nhỉ. Vâng, đó là một tình huống đánh nhẹ thôi. Ui. Joshua Fielder sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể xử lý được con 7 này. Đúng là những tình huống quan trọng thì thỉnh thoảng Abin Ocean sẽ đôi khi hơi báo một tí. Còn Mario He thì là người ổn định hơn rất nhiều. Rất chính xác. Và chúng ta đến với set thi đấu thứ tư của, xin lỗi các bạn, đó là ván thi đấu thứ tư của set thi đấu thứ hai này. Cú phá rất mạnh của Joshua Fuller với mục tiêu số 9. Nằm gọn trong lỗ rồi. Và chúng ta vẫn chưa bỏ lỡ bất kỳ một cái tình huống nào ở đây cả. Và như vậy là muốn ăn một luôn. Joshua Fuller đang muốn cho con cái ngắm đít bi mục tiêu số 4 trong tình huống này. Bởi vì là tay cơ người Đức thỉnh thoảng, à xin lỗi bạn, là tay cơ người Áo. Thỉnh thoảng đánh rất là bay. Lỗi rồi, kiểu gì cũng lỗi thôi, muốn cộng 10 để giải hình bi thôi. Ok. Còn thực ra thì cộng cộng 10 nó không 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 giải quyết vấn đề gì cả. Quá hay.
Chị Châu. Cú A băng đến từ Abin Ocean. Rất chính xác. Không ổn lắm, với cả đi số 5 đang khó kia. Vâng, tiếp tục là một cú chạy đạn nữa. Lần này thì chạy đạn rất mượt rồi. Ôi rồi ôi. Xuống con 7 đánh lỗ 10. Rất nhẹ nhàng và chính xác. Ôi, cũng khó để cho con cái có thể chết được trong cái tình huống đó. Và đây là điểm số thứ 3. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của trận thi đấu này. Sợi, một cú trô gãi hai. Chắc là bên phía đội tuyển Áo muốn dứt hình rồi. Mình nhầm các bạn ạ. Sáng nay lúc trận căng thẳng là trận đến từ Abin Ocean ở đây. Và như vậy đây sẽ là một tình huống ăn 7 lỗ 5. Lỗ 10 nó hơi bé nữa. Và tình huống này lỗ 10 hơi bé, lỗi mình các bạn. Nhìn từ không ra cái lỗ 10 nó hơi bé. Xòe nhẹ ra một tí thôi. Đây rồi, điểm số thứ hai dành cho bên phía đội tuyển Áo. Trong khuôn khổ giải đấu WPA World Team Championship, thi đấu sẽ là 5 set thi đấu ở thể thức đồng đội 3 người. Đầu tiên sẽ là nữ nữ. Vẫn chém được vào lỗ. Và còn chém ngọt luôn. Và chị lo được anh em ạ. Dã man thật. Khi mà bi số 6 nằm bên dưới. Vị trí nó... Ủa, mắc ping chưa? Còn nếu như ở bên phải thì ăn chín xong lại phải lao xuống băng dưới. Và như vậy thì quyết định của Jasmine Ocean với họa sĩ người Áo Abin. Khó ở đâu ạ? Jasmine Ocean. Điều tận nơi. Khi mà chỉ một trong hai đội có thể giành được điểm số ở trong set thi đấu này mà thôi. Một tình huống đánh an toàn, đánh thủ. Vấn đề là sẽ có thể là một pha giấu đạn ngược lại đến từ Joshua Fuller mà thôi. Ý đồ A bằng ăn 1. Chém luôn. Công rồi các bạn ơi. Như vậy thì bên phía đội tuyển Đức sẽ công trong tình huống này. Trô xuống 4. Một cú mà mình nghĩ rằng là Fuller vẫn có thể làm bình thường thôi. Rất đơn giản đánh cho Joshua Fuller. Như vậy là con 6 này có lẽ sẽ được đánh vào lỗ 5. À xin lỗi các bạn, lỗ 10. Không, đó là một pha chạy đạn đến từ bên phía đội tuyển Đức. Ôi trời ơi. Jasmine Ocean mà thôi. Nhưng có lẽ là chẳng còn cơ hội nào ở trong set thi đấu này nữa rồi. Cuối cùng và có lẽ đây sẽ là 2-1 dành cho đội tuyển Đức.
Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh 6 Combi Output VN và chúng ta đến với set thi đấu thứ tư. Fuller, Joshua Fuller và chị em nhà Ocean tính ghép 10 các bạn nhé. Cộng 10 không tính. Các bạn sẽ chỉ có lượt đánh, nếu như mà chết 10 mà không chết đi mục tiêu của các bạn thì bạn vẫn sẽ có lượt đánh. Ui, quá mỏng. Ra có 8 nào. Abin chăng? Không, đó đá con 9 nhẹ bên kia các bạn ạ. Đánh rất tình cảm. Điểm số đầu tiên trong set thi đấu thứ tư này dành cho đội tuyển Áo. Rất tỉ mỉ và chi tiết. Ui ôi. Khiếp. Abin phá như đại bác bắn đấy các bạn ạ. Nhìn sợ dã man. Rất nhẹ nhàng. Liệu cú đánh 7 này có va được 9 không nhỉ? Chắc là không va 9 đâu. Mình nghĩ chắc là không va 9 đâu. Một cú trô nhẹ. Nó lại gọi là tê tái luôn. Ôi giời ơi. Quá chuẩn anh em ơi. Rất keo nữa đến từ Abin. Và đó là điểm số thứ hai dành cho đội tuyển Áo. Ây da. Phải cởi áo ra. Phải cởi áo khoác ra. Mặc áo của... Mặc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia ấy. Kiểu kiểu thế. Mà vẫn đang mặc áo khoác đấy. Có vẻ là hơi lạnh. Chạy đạn tiếp thôi. Cái cuộc đối đầu này là một cuộc đối đầu mà mình đã nghĩ ngay từ đầu là sẽ có shoot out rồi. Bởi vì thực sự là... Đen. Quá đen dành cho Joshua Fuller. Không biết là có dọn được hay chưa, nhưng mà đây sẽ là một cái tình huống mà... Quá đẹp. Jasmine sẽ được... Có thể là được. Úi xù. Đánh con 5 vào lỗ, xoay 2 vòng. Abin Ocean. Cần cái lên một chút. Để có thể điều được con 8. Chạm 9. Để không chạm 9 có lẽ sẽ là không sao. Có thể 4-0 hoặc là 4-1, 4-2, 4-3 gì đấy thì không quan trọng. Điểm ưu thứ hai của đội tuyển Áo trong trận thi đấu này. Vâng. 3-0 luôn rồi. Abin Ocean. Thế phá, ông này phá nhìn rất mạnh luôn ấy. Ô, chết cả 10 ở cái lỗ 5 này luôn. Thôi. Vừa mới quay đi quay lại thì đã nhìn thấy Joshua Fuller sắp dọn hết cái bàn này rồi. Chỉ cần gọi là một cơ hội thôi. Rất tốc độ đến từ Joshua Fuller và chúng ta đến với ván thi đấu thứ 5 của set thi đấu thứ 3. Nơi mà Joshua Fuller vẫn đang cố gắng giữ lại cho mình cái hy vọng. Ui, rất chính xác. Nhìn rất uy tín.
đóng thẳng con 1 vào cửa lỗ. Xuống 5 phải múa rất là nhiều đến từ Joshua Filler đây. Quá chi tiết. Filler. Chơi bia chưa bao giờ dễ đến như thế anh em ạ. Wow. 2 điểm dành cho Joshua Filler. Quá tốc độ. Để nhiều anh em trình độ của anh em cao, đánh con 4 thì nó dễ nhưng mà mình thì chịu. Nhìn quả đấy thực sự mình rất thán phục. Cú phá đến từ Joshua Filler. Ui. Không có bi mục tiêu số 8 nhưng vẫn có bi mục tiêu số 3. Chỉ có thể giấu 5 vào 9 để tạo tình huống thôi. Tạo tình huống với chúng tôi này. Dính vào con 9 nhưng mình nghĩ rằng là vẫn là một pha gỡ hay đến từ Joshua Filler các bạn ạ. Ô thôi xong rồi. Lại ra hơi mạnh. Không. Ăn luôn con 5 đến từ Joshua Filler. Nhưng mà thực sự là Joshua Filler đang khiến chúng ta thấy rằng là chơi bia chưa bao giờ dễ đến như thế. Tình huống ở đâu ạ? Tình huống ở đâu với con 5 vừa rồi ạ? Khiếp đảm, kinh khủng tởm với cả Joshua Filler và Armin Ocean. Tiếp tục là một cú phá. Ui, không chết bảy các bạn ơi. Hơi đen. Cộng 9. Mình không hiểu là tạch như nào. Mình lại cứ nhìn con 5. Vâng, 4 đi ok. Bị cuốn vào cái lối chơi của hai cơ thủ mất rồi. 4 đi rất ok. Con này thì khó gì nữa đâu anh em. Con này làm gì có gì đâu mà nó khó. 5 bên trên đấy. Xong rồi ăn 8 nhưng mà bây giờ thế này thì nó sẽ hơi cần nhiều sự chính xác một chút. Thôi. Trông rất vội. Trông Joshua Fuller đánh rất vội. Và còn cách chiến thắng là một bi mục tiêu nữa dành cho Joshua Fuller. Con 10 đã nằm sẵn ở cửa lỗ rồi. Vậy còn tạo tình huống, tạo tiểu phẩm nữa. Một cái gọi là hít thở đều và đó là chiến thắng dành cho đội tuyển Đức ở trong trận bán kết này. Chúc mừng đội tuyển Đức thì họ sẽ là những người đi tiếp. Còn chia buồn với anh em nhà Ocean và Mario Hè.